mà cho hết, tức là cho là tính 85 phần rồi. Dạ. À, nên duyên qua sao, duyên sinh một phần, tưởng là duyên sinh chơi, tính hồi cho hết rồi duyên mới nói là không, con tính sinh phần đó để con cho lại cái người nghèo, nghèo chứ không phải là con ăn. Dạ. À, nếu mà duyên nói trước là con xin con hồi hồi nói câu này tôi đồng ý. Khi mà bây giờ là nó đã đủ rồi, bây giờ đủ cái cờ, bây giờ là lo cũng như là đủ cái tiền mà lo sinh hoạt hàng ngày trong một tháng hai tháng đó rồi, thì bây giờ nó bùi hồ nói tôi đồng ý là ngưng. Khi mà em gửi cho chị thay mặt Mạnh Thường Quân ở kênh em cũng như là tất cả các Mạnh Thường Quân ủng hộ chị để gửi cho chị một số tiền để mà bồi bổ lấy lại sức khỏe trước khi mở quán làm lại cuộc đời. Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và phía sau lưng ở đây là lối dẫn vào của nhà của chị Duyên, hay còn gọi là cô gái mà 21 năm bị lưu lạc sang Campuchia. Hôm nay thì Bùi Hồ muốn quay đến đây để thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho chị Duyên có một số cái chi phí để mà điều trị bệnh đó cô bác quý anh chị. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Dạ. Ủa là chị Duyên về vui hả? Vui. Dạ con thấy xóm mình mà mọi người gọi là cái xóm toàn kết mà. Dạ. Ở đây mấy cô ở đây thì rất là thương chị Duyên. Đồng chí là ngày hôm mà về con thấy đông quá trời luôn à. Dạ. Nghe nó về luôn. Dạ. Về mừng cho nó. Mừng vui. Lúc mà dịch xong tưởng nó mất hả? À, tại vì lâu quá không gặp nó tưởng là nó mất rồi lúc dịch đó. Rồi không gặp thấy thấy chị Duyên về ở đây sống ở xóm mình quen chưa con? Cũng hơi quen quen rồi, nó không ít chứ nói chuyện với ai lắm, nó ngồi vậy đó chứ không có nói chuyện. Vậy là chưa có ra thường xuyên giao tiếp với mọi người. Rồi. Chắc ta là tại chưa quen á. Chưa. Nó còn hơi cứng cứng vậy, nó mới về thành ra nó chưa quen. Dạ. Dạ. Bữa nào mình làm một bữa tiệc ở ngoài này cái mình ăn mừng luôn là quen rồi. Ở đây có gì này nữa nè. Hôm trước là gì này cho chị Duyên hộp cơm hay gì nào không gì? Sữa. Hộp sữa. À, mới về về thấy chị Duyên nấu quá cho hộp sữa. Ở đây là số mình là bao là 70-75 hộ hay gì? Đa số là làm cái công việc gì hay gì? Phế liệu không à, với đi sinh với chạy xe ra đầu nhặt phế liệu rồi đi đi sinh rồi với lại chạy xe ôm. À, ở đây có nước nữa nè. Em ơi nước nè. Dạ. Chị bán đó hả? Ừ em bán đó. Ờ trời ơi. Vậy là mơ mốt là chị Duyên cạnh tranh rồi. Mới mốt chị Duyên cạnh tranh nè. Chị Duyên bán đồ ăn, em bán nước. Ăn xong cắt nước qua uống nước luôn. Dạ. Chị Duyên cũng sau gần 10 ngày và hôm nay thì Bùi Hồ quay lại thăm cái cuộc sống cũng như là sức khỏe của chị Duyên như thế nào rồi. Chị Duyên thì đang ở trên lầu của cô bác quý chị. Thì bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý chị cùng lên đó để gặp chị Duyên ha. Với lại cô Hòa với lại mẹ của chị Duyên. Thôi lên đây đi. Không khỏe. Ở ngày cái cuộc sống của mình sao chị Duyên? Ổn, ổn. Ổn hả? Dạ hả? Ăn uống gì sao rồi? Cơm mà xúc đây. Ăn uống à, cũng giờ bình thường cũng ăn nhiều hơn, đã ăn vô biển mấy ngày luôn. Mới vừa qua là bữa nay không có vừa nữa. Thấy hôm nay là cái sắc mặt hồng hào lại kìa. Nay chị ăn được mấy chén cơm? Sáng em ăn cháo, lại bác sĩ kêu dặn ăn cháo nhiều hơn cơm. Tại em đi đau bao tử, đau gì rồi. Chị đau bao tử? Sáng nay ăn cháo với gì? Ăn cháo cá. Cháo đậu cá kho. À, rồi hổm gà mình có đi vòng vòng ngồi chơi không chị? Dạ không. Không hả? Dạ. Có bữa hôm kia đi ra chợ, người ta giờ người ta đông quá sống mặt rồi, về dắt về lại. Sao? Đi ra quá mệt. Mệt rồi, dưới giờ người ta đông quá rồi, mệt rồi, chóng mặt rồi, về dắt đi về lại. À. Rồi bây giờ mình quen với cái cuộc sống ở Việt Nam chưa, chị? Có nghĩa là lúc ở bên Campuchia so với về Việt Nam á, thì nó có sự thay đổi về thời tiết nè, về nhiệt độ nè, thì nó có quen chưa chị? Chưa mấy gì quen, có lúc nóng lúc lạnh. Lúc nóng lúc lạnh hả?
chưa quen lắm. Với lại em thay mặt cho chị Xuyên ở Nhật á thì hỗ trợ cho chị 10 triệu đồng. Phong thì cũng hơn 15 triệu đồng hay hai mấy 25 triệu hơn. Thì sau đó cũng có một số mạnh thường quân ở các bạn khác hỗ trợ đó. Thì bây giờ cuộc sống của mình như thế nào, và cái em thấy là cái sức khỏe của mình á về đây những ngày về ở Việt Nam này thì nó cũng còn yếu, thì cái việc mà chăm sóc sức khỏe y tế thì như thế nào? Có nhiều quà đi kêu bác sĩ là vô bệnh viện cho cô ạ, 4 ngày đất 4 ngày rồi sau đó lại dắt đi khám tổng quát. Kết quả rất là tốt. Vẫn bình thường. Tổng quát hết là bình thường. Lúc đầu anh đi khám tổng quát anh cũng sợ, nhưng mà khi có được kết quả khám tổng quát rồi anh rất là mừng. Rất là mừng khi biết là không có bị dính vào HIV. Mừng chảy nước mắt. Mừng chảy nước mắt luôn. Về đây vẫn chị vẫn còn sợ thôi đúng không? Dạ. Không gà về đây thì ăn uống ngủ nghỉ được hả chị? Bình thường hả? Bình thường, nhưng mà chưa có hạt hổ gì do của Việt Nam không? Tại ở bản ăn người Campuchia nó cũng nhiều hơn người Việt Nam. Tại sống ở bản lâu hơn ở Việt Nam, bởi ăn người Việt Nam ăn món Việt Nam chưa có nhiều. Đúng rồi, sống bên đó 20 mấy năm mà thì cũng quen với cái khẩu vị rồi. Rồi cái việc mà buôn bán thì chị với lại cô tính như thế nào? Cô con có nói với Hòa là em thương và em cho em mơ ước là được cái tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ bán tại sớm. Thì Hòa cũng tính là một tháng nữa hoặc hai tháng nữa để cho em có sức khỏe ổn định rồi chứ cho em đi Sài Gòn làm được ăn xong rồi về sẽ mở cho em tạp hóa. Dạ, bán tại chỗ này luôn. Bán tại chỗ luôn. Nhớ là mình bán tạp hóa thôi, mình đừng có bán trứng vịt với khô gì ha chị nha. Tại chỗ em không dám lưu hộp vịt đâu. Không, bây giờ cô suy nghĩ là cô có cho nhưng mà dạ. Cô sẽ mở một cái tiệm tạp hóa cho anh em đó, em cô sẽ bung cái chỗ này ra. Dạ. Ở dưới đầu á là cho người ta làm một cái máy hiên. Dạ. Một cái máy hiên và cô mua đồ bổ đồ về cho em nó bán một cái tạp hóa nhỏ nhỏ ở nhà. Dạ. Để em nó sống. Dạ. Thì sau này có rước chồng về thì vợ chồng mà buôn bán thì sống cũng đủ rồi. Dạ. Rồi tự lập hai vợ chồng chứ từ đi lên. Cũng có số vốn của Mạnh Thường Quân cho rồi thì vợ chồng gác mà làm. Dạ. Chứ bây giờ người ta đã giúp mình được một phần nào, một cái mức độ nào, đến độ nào thôi chứ đâu có giúp được hoài chứ không đâu. Có giúp hoài được tại cũng còn rất là nhiều hoàn cảnh. Cũng còn nhiều hoàn cảnh khổ hơn con nữa. Phải giúp cho người khác, không giúp con hoài được. Em nên bây giờ tự mình rồi em có lại sức khỏe rồi em đi mở tiệm được quá bán. Nếu sau này em có thể dư giả thì em cũng sẽ làm giống như Mạnh Thường Quân, giúp đỡ cho những người khổ. Đó. Sang sẻ lại. Cho người khác nữa. Có một số Mạnh Thường Quân nói với em như thế này nè. Là có thể là cái kiếp trước của chị á, là chị có tạo một cái nghiệp gì đó rất là nặng. Nếu như mà theo nhà Phật ha, kiếp này chị đã trả hết nghiệp nên là nữ là chị được về Việt Nam. Thì từ khi trả hết nghiệp này chị về Việt Nam sinh sống được thì chị san sẻ lại mình tạo phước cho kiếp kiếp sau. Đúng. Em Duyên nói là em Duyên, nếu mà em Duyên có cái làm được, em Duyên sau này em Duyên buôn bán và em Duyên làm được, em Duyên sẽ có một số tiền em Duyên sẽ cũng y gan như Mạnh Thường Quân đóng góp vô cho những người nghèo khổ nữa, chứ không phải là em Duyên cũng có cái tấm lòng từ bi. Dạ. Nãy vừa qua có phát gạo xin phần nhưng mà vừa qua hết gạo rồi. Xin phần làm gì chị? Cho mấy người nghèo ở trên chợ. Tính xin một phần để cho người nghèo nữa. Dạ. Duyên có qua xin nhưng mà cái số lượng á, là hồi nãy cho là 75 hộ. 75 phần nhưng mà cho hết tớ cho là tính 85 phần rồi. Lên Duyên qua sau Duyên xin một phần, tưởng là Duyên xin chơi tính hồi cho hết rồi Duyên mới nói là không, con tính xin phần đó để con cho lại cái người nghèo chứ không phải là con ăn. Nếu mà Duyên nói trước là con xin con cho người đó thì mình phải phát cho Duyên. Duyên nói là con tính xin cái phần này để con cho người ta chứ không con ăn. Chia sẻ với chị Hòa nè, là hôm trước là tụi con phát gạo bên Campuchia đó, là được cô My với lại Mạnh Thường Quân của em Phong hỗ trợ đó,
thì chị Duyên có qua nhận một phần. Thì sau khi nhận một phần, cái nơi của chị Duyên không có nấu nướng gì được hết á, thì chị Duyên đem cái phần đó về cho một cái bà cụ khác. Dạ. À. Rồi bây giờ cũng y như vậy. Dạ. Tính xin chị Hòa một phần cũng rồi. Mạnh Thường Quân thấy chị Hòa lên mạng xin cho cái xóm nghèo. Rồi sáng này có một Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh đến cho là... Đến đây luôn hả chị? Đến đây cho 850 kg gạo, dạ. Một người là 10 kg. Dạ. Trong xóm này là 75 hộ, nhưng mà cho những người đi bán vé số và cơ nhở người ta thấy người ta vô đó, cho thêm 10 hộ nữa, 10 phần nữa là 85 phần. Khi mà cho hết rồi Duyên xuống, Duyên xin cho con xin một bọc. Thì nó ủa, xin chi? Con xin để cho người ta. Vậy đó chứ. Ừ, vậy là rất tốt, chị biết làm phước vậy là rất tốt à. Sau này cố gắng làm dư giả thì mình giúp lại. Dạ. Dì Hòa, con nghe nói là chị Duyên là làm lại được giấy chứng minh như thế nào, chị có thể chia sẻ cho con với lại mọi người biết. Dạ. Dạ, bây giờ là Duyên về đây cũng nhờ chính quyền địa phương cũng hỗ trợ và quan tâm đến tính Duyên, cho làm lại giấy khai sinh và một giấy tùy thân là giấy chứng minh của mình. Rồi khi mà lấy được cái giấy chứng minh về rồi, cô Hòa sẽ dắt nó đi mua một cái bảo hiểm y tế, để khi mà Duyên có bệnh thì cũng có cái bảo hiểm y tế cho mình đó. Chắc ăn khoảng bao lâu thì mới có được cái giấy căn cước, giấy chứng minh đó gì vậy? Khoảng là một tháng. Dạ. Khi mà đã có cái giấy chứng minh rồi thì cô sẽ đi mua cho Duyên một cái bảo hiểm. Dạ. Cái bảo hiểm đó là 870 ngàn. Dạ. Cô sẽ mua cho Duyên một cái bảo hiểm, tại vì tiền của Mạnh Thường Quân cho Duyên vẫn giữ. Dạ. Nên cô không phải cô cho nha, cái đó là tiền Mạnh Thường Quân cho Duyên giữ, cô dắt Duyên đi mua thôi. Dạ. Vậy là mừng quá. Khi nào có một số Mạnh Thường Quân đó thì nói với em là nên mở một cái số số tài khoản cho chị Duyên, để những Mạnh Thường Quân muốn hỗ trợ cho chị Duyên á có thể là gửi vào cái số tài khoản trực tiếp cho chị Duyên. Nhưng mà hiện nay á thì chị Duyên chưa có căn cước, chưa có giấy chứng minh, không thể nào mở được cái số tài khoản đó. Và chắc có lẽ là con chia sẻ như thế này, tại vì hiện nay thì số tiền mà hỗ trợ cho chị Duyên đến thời điểm hiện tại á, cũng coi như là tạm ổn, coi như là tạm ổn đối với sức khỏe và cũng như là cái việc vốn kinh doanh của chị. Thì chắc có lẽ là sau cái clip này thì clip vừa rồi thì con nói là không nhận tiền, hôm nay thì con đến đây để con thay mặt Mạnh Thường Quân trao tiền cho chị Duyên. Tại vì con nghĩ cái vừa rồi thì chị về đây á thì cũng phải làm quen rồi với môi trường, rồi phải ăn uống, rồi phải tẩm bổ, rồi vô nước biển tại nhà. Có những cái chi phí đó là mình phải chi trả ra. Thậm chí là chị cứ cố gắng uống sữa hay là ăn uống đồ nhiều vô để mau hồi phục lại sức khỏe, sau đó mình mới làm răng làm đẹp được. Trước khi mình muốn làm đẹp thì mình phải khỏe. Con cho con châu á, mình phải khỏe trước mình mới đẹp được, chứ không mình không thể nào mà mình cơ thể yếu ớt mà đẹp được. Thì bây giờ khi mà làm được cái giấy chứng minh rồi thì tôi sẽ điện cho Bùi Hồ. Dạ. Bùi Hồ mua giùm cho em Duyên một cái gì đó, cái gì rồi để tiền vô đó. Mở số tài khoản. Là Bùi Hồ sẽ mở số tài khoản cho em. Dạ. Khi mà tôi lấy được giấy chứng khi mà giấy có căn cước đi con nhận chị đi mở. Có căn cước của người ta gửi đến thì tôi sẽ điện cho Bùi Hồ. Dạ. Chi phí đồ ăn uống đồ đầy đủ hết hả gì qua? Chi phí ăn uống ở đây thì đầy đủ, có gì lo, có gì Tư lo cho ăn uống, cơm nước thì dì Tư nấu mỗi ngày đem cho ăn với dì Tư. Yeah. Còn ăn uống bây giờ là bình thường. Yeah. Với mẹ sống cùng mẹ cũng lo, với tiệm ăn uống gì thì mẹ mua cho ăn. Yeah. Còn nhát ra đường lắm. Hôm nay á thì em đến đây thì thấy một là cái thể trạng của chị sắc mặt hồng hào hơn, mà một số cô bác ở Campuchia nói chị á là trước đây ở bên đó thì tiều tị lắm, hôm nay về Việt Nam là thấy xinh gái ra. Rồi thứ hai là lại cái tinh thần của mình nó lại so với bên Campuchia á, nó lại thoải mái hơn nhiều rồi. Còn cái chuyện chồng thì từ từ mình về, mình hãy suy nghĩ đến cái chuyện đó nha chị nha. Em hôm nay em đến đây á thì em thay mặt cho Mạnh Thường Quân gửi cho chị có cái tiền để mà bồi bổ sức khỏe, thuốc men, có thể là vô nước biển như thế nào đó để cho lấy lại tinh thần ha chị. Thì em xin phép được thông qua danh sách Mạnh Thường Quân. Thứ nhất là anh Nguyễn Thanh Dũng, tên Mỹ là
Tre Nguyễn, 100 mẫu đơi tương ứng 2.310.000 đồng. Thứ hai là chị Ngọc Phượng ở Mỹ là 100 mẫu đơi là 2.310.000 đồng. Thứ ba là chị Huệ là 10.000.000 đồng. Một bạn có tên ở Facebook là Thúy An Lê là 300.000 đồng. Tổng cộng cái số tiền em giao cho chị là 14.920.000 đồng. Hôm nay em đến đây thay mặt cho tất cả các mạnh thường quân, em gửi cho mình 15.000.000 đồng. Cảm ơn mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho em có tinh thần ổn định hơn. Và nói vậy thôi, cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho con. Vậy đó là ngày tới này là cô sẽ vô cho em là em nó hai cho nước biển nữa. Dạ. Để cho nó ổn định đi, tại mới vô đó thì ông vô chỗ khác, không có vô chỗ đó nữa đâu. Tại vì cái ben của nó hấp không được ben, bắt được có một ben nè, vô 4 chai vô một ben nó đau. Bây giờ phải ngưng 2-3 ngày nữa vô thêm 2 chai nữa hấp ben khác. Dạ. Dì Hòa thì cũng là người cũng thường, dì Hòa với lại mẹ cũng là người thường xuyên cần kề với lại chị Duyên. Cũng biết thì chắc có lẽ là hôm nay thì con có mặt của chị Duyên với lại dì Hòa thì cho con xin phép là chắc con ngưng nhận tiền mạnh thường quân. Dạ. Để sau này thì em cần làm ăn. Dạ, sau khi mở tiệm làm ăn em sẽ thường xuyên xin tới lui thăm cái cuộc sống của mình như thế nào? Như thế nào hay nhận nữa? Là coi như thế nào ha? Dì Hòa thấy sao? Dì Hòa có thể? Không, Bùi Hồ nói câu này tôi đồng ý. Khi mà bây giờ là nó đã đủ rồi. Bây giờ đủ cái cờ, bây giờ là lo cũng như là đủ cái tiền mà lo sinh hoạt hàng ngày trong một tháng, hai tháng đó rồi. Thì bây giờ nó Bùi Hồ nói tôi đồng ý là ngưng. Khi mà em mở cái tiệm tập quá thì giá tí thiếu thốn cái gì thì cái đó xin mạnh thường quân sao. Còn bây giờ là đủ mở một cái tiệm tập quá nhỏ nhỏ rồi. Đủ mở tiệm tập quá, đủ giữ gìn sức khỏe. Khi nào mình có một cái biến cố hay cái gì đó thì coi nó gì quà điện qua cho em thì em có thể giúp đỡ cho em. Dạ, ha chị ha. Đây mình sẽ giống như chị nói đó, mình sẽ san sẻ những cái yêu thương cho những người khác nữa. Và bây giờ em sẽ đem đến cho chị. Thì một cầm đi, viên cầm em đếm là 5 triệu ha. Đi con cầm đi, con cầm là đếm 5 triệu đó đi. 6 7 8 9 10 12 3 4 15 triệu. Đây anh gửi cho chị thay mặt mạnh thường quân ở kênh em cũng như là tất cả các mạnh thường quân ủng hộ chị, để gửi cho chị một số tiền để mà bồi bổ lấy lại sức khỏe trước khi mở quán làm lại cuộc đời. Xin cảm ơn các mạnh thường quân trong nước ngoài nước. Em gán em làm để em giúp đây, em sẽ lấy số tiền này để em gán làm ăn, sau này em gán làm ăn để cho để có dư ra để em giúp đỡ những người còn nghèo khổ hơn, còn khổ hơn em. Dạ vậy là mừng quá rồi. Dạ bữa cái mình đi vòng vòng á, chị với lại cô với lại dì Hòa đi vòng vòng ở chợ chơi cho nó quen với cái nhịp sống ở Việt Nam. Chứ mình cứ ở nhà hoài. Ở nhà ăn cái gì cũng chạy kêu mẹ đi mua giùm con, chưa dám đi ra đường, chưa có dám hòa đồng chứ không, ngoài đường nhiều chỉ có hòa đồng ở sớm thôi chứ còn ngoài đường thì chưa dám. Dạ. Có em chưa trả đường mà không đi. Không đi. Không đi, chưa dám. Chở đi mình vòng chợ cho nhớ lại biết mua chợ được không. Mà không dám đi, nhưng mà em gỗ chị dám đi không? Có gì hòa đi. Phải không? Đó thì nói đi cho, cái gì cũng có gì hòa mới dám đi. Có gì Hòa không à? Có gì Hòa. Chắc có lẽ là nhờ dì Hòa với lại cô nói một lời cảm ơn với lại mạnh thường quân ha. Cũng như là tất cả cộng đồng mạng đã đồng hành cũng như là quan tâm đến cái cuộc sống của chị Duyên từ lúc về Việt Nam đến giờ. Bây giờ ở đây tôi cũng thay mặt cho gia đình Duyên cảm ơn cộng đồng mạng và cảm ơn tất cả mà mạnh thường quân đã giúp đỡ cho Duyên từ hôm Duyên về đến nay. Không có lời nào hơn là giúp cho tất cả mình được nhiều sức khỏe để mà có tinh thần làm ăn, để có tiền có bạc giúp đỡ cho những mảnh đời cơi nhở hơn mình. Vậy là tôi rất mừng rồi, xin cảm ơn cộng đồng mẹ. Dạ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mạnh thường quân đã xem kênh, cô bác quý anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ cũng như là hỗ trợ cho cái cuộc sống của em Duyên có thể từ Campuchia sau 21 năm lưu lạc về lại Việt Nam. Thì cuộc sống của em Duyên thì chỉ mới có nửa quãng đời thôi, và nửa quãng đời còn lại thì rất là dài. Thì Bùi Hồ và em Phong Bụi sẽ thường xuyên
theo dõi cái cũng như là hỏi thăm về cái cuộc sống của em Duyên thông qua dì Hòa cũng như là qua cô, để sao thông báo cho cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân biết là như thế nào. Và chắc có lẽ là khoảng một tháng gì đó tụi em sẽ quay lại một lần coi cái cuộc sống của chị nó sẽ chuyển biến như thế nào. Mà quan trọng vài tháng sau á, khi mà trồng được bộ găng làm thấy chị đẹp gai. Chị cười cái coi giờ thấy buồn buồn hoài là nó không có tươi, bây giờ cười lên cái cho mọi người đây. Cầm găng dài là mất cỡ. Bây giờ là về buôn bán đó, là chiến sau lên là thấy có găng rồi đã mở tiệm tập quá rồi đó, tháng sau là mở tiệm tập quá rồi. Dạ. Hết tháng này tháng sau là cô đã mở cho nó lại chứ không để. Dạ. Hết 2 tháng đâu, giờ cũng thích thấy sức khỏe. Khi nào có giấy chứng minh thì dì Hòa cứ nói con, Hòa con hướng dẫn mở cái tài khoản ngân hàng cho, để gửi cho vô cho chị Duyên, để thông báo cho mọi người biết là như vậy luôn, để có hỗ trợ trực tiếp cho chị Duyên thì nó sẽ thuận tiện hơn. Rồi. Hôm nay thì cũng là một ngày khá là vui khi mà Bùi Hồ gặp được chị Duyên á, thì cái thể chất của chị nè và tinh thần của chị nè đã phấn khởi hơn rất là nhiều. Và đặc biệt thì khi mà về Việt Nam mắc cái môi trường chưa thay đổi, chưa thích ứng được nhiều đó, đối với chị bỡ ngỡ. Và nhưng mà có một điều là chị đã dần dần quen với cuộc sống Việt Nam. Chỉ qua video clip này, thay mặt chị Duyên, gia đình của chị và tất cả các hàng xóm ở đây, chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.